Xin chào mọi người và nhất là các em gái tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Đây là video anh sẽ chia sẻ với các em về cái vận hạn 6 tháng cuối năm, chính xác là 7 tháng từ tháng 6, tháng hôm nay là ngày 12 rồi, đến cuối năm, cũng như là cái vận trình tử vi của mình trong cái năm Tân Sửu năm 2021. Một cái năm mà các em phải có hao tinh thái bạch chiếu mạng. Từ đầu năm tới bây giờ thì suy hao khá nhiều tài lộc, đặc biệt là các tháng 2 và các tháng 5 vừa rồi là tài lộc đi ra mà mình cũng không hiểu lý do tại sao mà tài lộc nó đi. Để thuận tiện cho cái việc mà có được cái sự chính xác nhiều ở trong cái vận trình sau 7 tháng cuối năm thì mình sẽ phải xét lại cái tử vi cả ngoại biên và nội tại của cái người Đinh Mão ở trong cái năm này nó như thế nào, rồi sau đó mình mới vận vào cái vận hạn 7 tháng cuối năm ha. Đầu tiên hết á, thì những người mà chịu sự chi phối của tử vi tuổi Đinh Mão nữ mạng sẽ là những người nữ sinh vào ngày 29 tháng 1 năm 1987 cho đến ngày 16 tháng 2 năm 1988. Đó là những những người sẽ phải chịu sự chi phối của người tuổi Đinh Mão. Và những người mà sinh trước tháng 4 á, thì lại nặng một tí xíu của người 86, khá là nóng nảy và cọc tính. Nhưng mà những người sinh sau tháng 4, đặc biệt là từ tháng 5 trở đi á, từ tháng 6 trở đi á, thì nhẹ nhàng hơn, gọi là thùy mị hơn, đỡ là người nóng nảy. Mệnh là người lô trung hỏa, tức là được hiểu là lửa trong lò, nhưng do chữ bính hoặc là chữ đinh của hai người bính đinh, bính dần và đinh mão là có tiếp thêm hỏa, hỏa trong hỏa, cho nên là người này nóng tính nội tại, gặp cái chuyện gì mà gọi là trái ý nghịch lòng là không biết kể. Cái lô trung hỏa này gọi là cái lửa luyện ra trời đất, cho nên không hề sợ bất cứ một nước nào. Thậm chí là có những em lấy chồng là Quý Hợi hoặc là Nhâm Tuất, là đại hải thủy, nước ở dưới biển lớn thì cũng không hề lép vế. Người Đinh Mão chỉ có những người mà sinh vào tháng 10 thì mới biết lép vế thôi, chứ còn những người mà sinh sáng khác không hề lép vế với lại đại hải thủy của hai cái người tuổi Nhâm Tuất và Quý Hợi. Nếu mà giữa hai cái tuổi mà Nhâm Tuất Quý Hợi mà để chọn vợ chồng á, thì người Nhâm Tuất với người Đinh Mão là tốt nhất, sau đó mới tới Quý Hợi. Tại vì là dù sao là đinh với nhâm là đinh hợp nhâm ha, rồi Mão với lại Tuất là lục hợp, nó sẽ tốt hơn nhiều. Rồi thôi, mình cái đó mình nói ở một cái video khác đi, nói người hồi nó lan man lắm. Rồi với mệnh là lô trung hỏa thì năm Tân Sửu năm 2021 là một năm thổ, là như vậy là bị sinh xuất về bổn mệnh hỏa sinh thổ, chủ về không thuận lợi, chủ yếu là về phương tiện công việc cũng là bị sinh xuất này, rồi đó là đặc biệt là bổn mạng bị suy yếu. Khi bổn mạng bị suy yếu thì phúc tinh và tài tinh của cái người mà chịu bị sinh xuất về bổn mạng như thế này thì sẽ bị suy yếu theo, và thế là gây hao tốn. Sao chủ của năm là hao tinh thái bạch, đây là một cái sao hành tim hành kim. Người ta nói gặp sao thái bạch là bị hao tốn tiền của, sức khỏe kém, như vậy là đều vừa bị sinh xuất bổn mạng cũng là hao tốn tiền của rồi sức khỏe kém. Sao chủ của năm những hai cái mà chính thì là đều là suy thiếu hết. Người ta nói gặp sao thái bạch thì công việc mua bán của các em không suôn sẻ, đề phòng tiểu nhân quấy phá nếu là người đang đi làm công việc ở hãng xưởng, gây hao tốn tiền của, đề phòng gặp việc cửa quan kiện thưa, suy hao tài lộc vào những cái tháng là 2, 5, 8. Trải qua được tháng 2, tháng 5 rồi, bây giờ chỉ còn tháng 8 nữa đối với người nữ mạng. Mình đang nói tới tháng âm lịch. Hạn của năm là hạn thiên la, xấu. Hạn này chủ về tình cảm gia đạo khó yên, hay gặp điều tiếng thị phi, vợ chồng hay tranh cãi bất hòa, mất lòng tin, chuyện bé xé ra to. Rồi nếu không biết nhẫn nhịn thì gia đình sẽ rất dễ dẫn đến đổ vỡ, ly tán. Một cái năm mà thấy là sao hạn mạng là thấy không êm rồi đó. Tuy nhiên được cái vận niên
vận niên của năm Do Đan không nằm trong đại hạn 10 năm, cho nên người Đinh Mão có một cái vận niên gọi là hầu thực quả, hay là khỉ ăn trái cây. Và cái hình tượng con khỉ được ăn no đủ cho nên báo hiệu là một năm có cơ hội mở ra tốt đẹp. Tuy nhiên nên thuận theo đường cũ mà đi, vì là năm nay cái vận thế xấu cộng với lại sao hạn mạng ha thì nó không tốt đẹp, cho nên dù được cái vận niên thì cũng không nên quá gọi là thừa thắng xông lên. Nếu mà những người đang làm ở trong đường công danh sự nghiệp á, thì có chút thăng tiến, tuy nhiên luôn có kẻ tiểu nhân ganh tị quấy phá làm cho mình bực bội khó chịu ha. Thiên can thì không tốt tiếp, vì chữ đinh của Đinh Mão sẽ khắc chữ tân, đây là thiên can khắc năm, tương khắc công việc báo hiệu nhiều khó khăn chống phá. Không nên mở một cái gì mới ở trong cái năm mà có sao thái bạch lại bị thiên can tương khắc năm như thế này. Địa chi sửu mão thì không xung không hợp ha, thuận thành, cho nên gia đạo tình cảm của cái người mà Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng á, thì vẫn có thể là có được những điều tốt đẹp nếu mà duy trì, gọi là nhẫn bớt một tí xíu, hoặc là năm này sẽ rất có dễ có thêm thêm con ha. Rồi đó là cái bên ngoài của cái vận niên tuổi Đinh Mão trong năm Tân Sửu năm 2021. Chỉ còn có địa chi và cái vận niên là tốt đẹp, còn đa phần là xấu, chứng tỏ là nếu mà chấm thang điểm cho người Đinh Mão ở trong cái vận hạn tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 thì mình chấm điểm 4 điểm rưỡi thôi, chưa được 5 điểm ha, là một cái vận niên xấu. Rồi bây giờ mình sẽ luận vào cái phần mà gọi là vận hạn của những tháng còn lại trong năm Tân Sửu năm 2021. Đây là tháng 6, hôm nay là ngày 2 tháng 6. Tháng 6 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 á, chính là tháng Ất Mùi. Tháng này là một tháng kim. Như vậy xét về trụ mạng á, là hỏa của bản mệnh khắc kim của tháng. Bản mệnh khắc tháng, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bổ mạng sức khỏe. Gặp cái tai nạn, bệnh nạn nhẹ, cẩn trọng tháng này. Thiên can thì chữ Ất và Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của Ất là mộc, mà nạp âm ngũ đinh là hỏa, cho nên đây là nạp âm ngũ hành được tương sinh. Tháng này tuy là mình đã nói là tháng xấu nhất của năm Tân Sửu năm 2021 theo vận thế của năm nha, thì nhưng đối với người Đinh Mão thì chắc là có tiền nhưng không lớn, hoặc là cũng không đến nỗi nào quá xấu ở trong công việc. Địa chi thì người tuổi Mão gặp tháng Mùi thì nằm trong bộ tam hợp hợi Mão Mùi. Cho nên gia đạo tình cảm của tháng này có vẻ là tốt đẹp, không có việc gì quá phải ưu tư, nhiều cái thuận thành tốt đẹp ha. Rồi tiếp tục là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Bính Thân, tháng này là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa đồng hành. Người mệnh hỏa gặp tháng hỏa, cho nên là bản mệnh sức khỏe không gặp khó khăn, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi. Mà khi phúc tinh và tài tinh được hưởng lợi thì nó phần nào khống chế bớt cái sự xui rủi và khó chịu gây ra khó khăn ở cái tuổi, ở cái sao thái bạch. Thiên can bính đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tiếp tục là một tháng công việc không có vấn đề gì nhiều. Ok. Địa chi thì cũng vậy, thân mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khác nhau, như vậy ok, không có vấn đề gì quá nhiều ở trong cái tháng này về mọi điều ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, tức là tháng Trung Thu đó. Tháng Trung Thu là tháng Đinh Dậu. Tháng này là hồi nãy mình có nói, tháng 2, tháng 5, tháng 8 là cái sao thái bạch nó hoàn thành nhiều. Tháng Đinh Dậu là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh thì hỏa đồng hàng cũng giống tháng 7, bổn mạng sức khỏe không vấn đề, tốt đẹp, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi. Thiên can cũng vậy, chữ đinh đồng hàng, công việc hanh thông nhiều tốt đẹp. Nhưng địa chi thì thật sự là không tốt đẹp, khi sao
Dậu Mão, Tý Ngọ, Mão Dậu. Mão Dậu nằm sát nhau trong cái bộ tứ hành xung, cho nên là người ta còn kêu là chính xung hoặc là lục xung. Gia đạo tình cảm có yên, cẩn trọng bạn xấu, đối tác làm ăn lừa gạt. Như vậy xét vừa cái sao cái bạch nó hoành hành ở trong tháng này nữa, thì xét trong ba cái về mạng là sức khỏe bổn mạng, rồi về thiên can là cái chữ đinh đồng hàng, thì có thể là nó sẽ không tác dụng vào mạng và công việc, mà coi chừng tác dụng vào cái địa chi. Khi mà sao địa chi là một cái lục xung, có thể nói là xấu nhất trong cái phần địa chi trong 6 tháng cuối năm đối với người đinh mão nữ mạng. Cho nên cẩn thận tháng này về nhiều mặt, đặc biệt là tình cảm gia đạo cũng như những cái đối tác làm ăn, coi chừng họ gây thiệt hại cho mình. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Mậu Tuất. Tháng này thì là một tháng mộc. Như vậy tháng này rất là tốt đẹp đối với bổn mạng của người mệnh hỏa đinh mão của các em. Vì sao? Vì mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổn mạng tốt, phúc tinh tài tinh, vì thế được tiếp thêm sức mạnh, phát huy tác dụng tối đa của mình. Thiên can Mậu Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Mậu là thổ, đinh là hỏa, cho nên đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất. Tháng này có thể là có một chút suy hao về tài lộc, hoặc là mình có cái sự đầu tư bỏ tiền ra. Nói chung là tháng này Maroc là móc ra đó ha, còn chưa biết hiện nào. Tuy nhiên địa chi thì rất là tốt đẹp khi Tuất với Mão là một cặp địa chi lục hợp. Gia đạo tình cảm dễ gặp được nhiều cái việc tốt đẹp. Quý nhân dễ xuất hiện ở trong tháng này và giúp chúng ta ở trong công việc, đầu tư, làm ăn sẽ sinh lợi lộc. Như vậy thì tháng 9 là tháng có vẻ là hấp dẫn khi bổn mạng là được tương sinh. Địa chi thì lục hợp, thiên can thì chỉ bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành thôi, cho nên cũng không quá phải lo lắng nhiều. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 10 năm nay là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc, như vậy xét về trụ mạng không khác gì tháng 9 khi mộc sinh hỏa của bản mệnh được tương sinh, phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi, phát huy tác dụng tối đa của mình. Rồi, thiên can cũng gần giống như là tháng 9 khi Kỷ và Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Kỷ dù cũng là mộc mà nạp âm của Kỷ là mộc. Nạp âm của Kỷ là thổ và đinh là hỏa, cho nên đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất, có thể sẽ gây suy hao tài lộc nhỏ. Địa chi Hợi Mão, tháng người tuổi Mão gặp tháng Hợi là thuộc cái nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn cho những cái mối quan hệ trong công việc làm ăn cũng như gia đạo tình cảm. Tháng này đối với người tuổi Mão thì tốt đẹp, có thể là không bằng tháng 9 nhưng vẫn là một tháng tốt đẹp về tình cảm gia đạo. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý chắc chắn là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mệnh là bổn mạng của người đinh mão sẽ bị sinh xuất tháng. Bổn mạng và sức khỏe bị suy yếu, phúc tinh tài tinh vì thế cũng sẽ suy yếu theo. Thiên can canh đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên tháng này cũng không quá khó khăn gì ở công việc, cũng bình ha, không có chống phá, cũng không có gì là quá phải đau đầu. Địa chi Tý Mão nằm trong bộ tứ hành xung, Tý Ngọ Mão Dậu, Tý Mão là, còn đây là cặp địa chi người ta gọi là địa chi tự hình, nên gia đạo tình cảm cẩn trọng những cái va chạm hoặc chuyện buồn tan trong gia quyến. Tại vì bản thân của người đinh mão nữ mạng năm nay có tam môn ở trong cung nhị hợp, cho nên có thể là sẽ có những cái tan ở trong gia đình khá thân cận, chứ không phải là những họ hàng xa như là cung tam hợp ha. Nên cẩn trọng ở tháng này rất là dễ xảy ra. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, tháng 12 tháng chạp là tháng Tân Sửu luôn. Dĩ nhiên tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu thì chắc chắn rằng tháng này là một tháng thổ, bổn mạng và sức khỏe cũng tiếp tục không tốt đẹp đối với người đinh mão khi sao hỏa sinh thổ, bản mệnh bị sinh xuất, phúc tinh và tài tinh sẽ cũng suy yếu theo. Thiên can thì lại càng không tốt đẹp hơn.
khi chữ đinh của đinh mão sẽ khắc chữ tân, thiên can khắc tháng, công việc dễ xảy ra điều không tốt đẹp, cẩn trọng tháng này có thể khó đòi được nợ, tiền bạc không có ngon lành. Thường thì làm ăn cả năm, cuối năm mình sẽ gom lại để mình lấy tiền, nhưng mà người đinh mão năm nay sẽ coi chừng là không lấy được trọn vẹn tiền bạc đâu, lấy được chút chút thôi là mừng rồi ha. Địa chi Sửu Mão tự chủ bình hòa, không hình không hại, không xung khắc nhau. Như vậy gia đạo tình cảm của tháng 12 tháng chạp âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 cũng sẽ tốt đẹp đối với người đinh mão nữ mạng. Như vậy thì anh đã tổng hợp và chia sẻ đến các em tuổi đinh mão nữ mạng những kiến thức cơ bản về tử vi cũng như vận hạn những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Một cái năm mà các em phải dính sao Thái Bạch, báo hiệu là nhiều điều không tốt đẹp cả về tình cảm lẫn sức khỏe cũng như tài lộc. Hy vọng rằng những thông tin anh vừa chia sẻ sẽ giúp các em có cái định hướng nhất định về chiến lược ở trong cái những tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021, để các em có được cái sự không thua thiệt ở trong công việc làm ăn, không mất mát nhiều. Dĩ nhiên mất mát thì không thể nào mà nó không có, nhưng mà mình hạn chế lại, mình làm nhỏ thì sẽ mất mát nhỏ ha, để mà chờ đợi cái năm sau với cái chữ đinh hợp nhâm nhiều tài lộc hơn mà lấy lại. Các em xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.